Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng ơi, đây là chị Hạnh, một khách hàng đang điều trị chàm bớt đen ở tại thẩm mỹ Ohio. Và quý vị có thể quan sát ở cái vùng bị chàm bớt của chị khá là lớn ở phần trán và gần như là nó rất là lộ ra ngoài. Chị Hạnh ơi, không biết là cái tình trạng này của mình thì mình bị lâu chưa ạ? Bị bẩm sinh đúng không ạ? Và không biết là với cái tình trạng như thế này thì mình có cảm thấy là bất tiện hay là mất tự tin trong cuộc sống không ạ? Có ạ. Và ngày hôm nay thì không biết là mình biết thông tin đến đâu để đến với thẩm mỹ Ohio. Em đọc qua trên mạng nên em nói nhầm rồi.